Kinh Địa Đạo Bồ Tát Cổ Nguyệt, Phân Thân Tập Hội, Phẩm Thứ Nhất, Một Tham Thân Cùng Hứng Thủ. Lúc đó Phân Thân Địa Đạo Bồ Tát ở các nơi có địa ngục, trăm nghìn ngũ ức, bất cả tư, bất cả nghiệp, bất cả lượng, bất cả thuyết vô lượng thế giới, đều đến hội họp nơi cung trời đau lực, do nhờ thần lực của Như Lai Phân Thân nói việc những chúng đã được giải thoát trong quả chốn nguyện đạo của mười phương cũng đều đông đến nghìn ngũ ức na ra tha đồng cầm hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với Phật Thân nó phải đều nhờ Địa Đạo Bồ Tát giáo hóa làm cho chúng đưa đạo vô thượng thanh đẳng giác trọn không còn tới kỹ. Những chúng nó từ nhiều kiếp lâu xa đến nay trôi loan trong vòng sanh tử, chịu những điều khổ sự không lúc nào đạt được đức. Nhờ lòng từ bi lớn và tình sâu dài này Địa Đạo Bồ Tát nên tất cả đều chúng được đạo quả. Để chúng nó khi đến cung trời đau lợi lòng và vui mừng hớn hở trong hình tượng của Như Lai mắt nhìn mẹ không đời. Hai đức Như Lai an ủi vị khác. Bây giờ thì tôi lơ tay chắc vàng sao đánh phát thân Địa Đạo Bồ Tát ở trong nghìn ngũ thế giới, bất cả tư, bất cả nghĩ, bất cả lượng, bất cả thích, vô lượng vô số thế giới được. Rồi dạy rằng, ta ở trong người ăn cũng chuyển cho các những chúng sinh căn cường như thế làm cho lòng chúng nó điều phục của ta. Về tránh như trong mười phần, còn một hai phần chúng sinh quen theo cũng khác. Cũng độ chúng nó tạo phần nghìn tám thân, thật ra nhiều phương chức. Trong những đó có người văn thánh văn nhẹ nhớ rằng ta từng tìm lý nhận rằng có người phải cần kinh đạo mới thành tựu được thiện quả, có thể bị được nhiều quả nặng nên chẳng yêu lòng kính tin ngưỡng mộ ta phân nhiều thân độ, ta phân nhiều thân độ khác chúng sanh một mỗi sạch khác như thế là hiện ra thân cha hiện ra thân gái hiện ra thân trời đồng hiện ra thân quỷ thần hoặc hiện ra thân rừng núi sông ngồi ao hoặc hiện ra rừng núi sông ngồi ao rạch suối làm lợi ích cho mọi người để rồi độ hóa được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế là gia thân trời cả vương gia thân vua chín lương là gia thân quốc vương hoặc hiện gia thân cư sĩ hoặc gia thân tỷ phụ đệ phụ hoặc hiện gia thân tỳ kheo tỳ kheo ni yêu và tắc yêu và di nhận nhân hiện gia thân thanh văn la hán quý chư Phật và bồ tát để hoạt động chúng sinh chứ không phải chỉ có thân vật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Đạt ông xem ra đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ khác chúng sinh căn cường đầy độ khổ khó khăn khá như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều được thời sẽ tiêu nghiệp họ báo. Nếu như chúng nó có bị đọa đường vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ thời ông nên nghĩ nhớ ra là ông trời đau lợi ân cần có chút đây mà Ấn Độ chúng sinh làm cho chúng sinh trong thế giới ra bàn đến nước Phật Di Lặc ra đời đều đặng thoát khỏi điều khổ gặp Phật được Phật tỏ khí. Bây giờ những hóa thân được đạo Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lần tình dơ lệ thương cảm rồi cũng Phật rằng từ kiếp số lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ làm cho con được có được thần lực chẳng thể những bàn để đồng trí về được lớn con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trong nghìn nước hàng xa thế giới mỗi thế giới phát hiện trăm độ trăm nghìn muốn thân mỗi thân đó ba độ trăm nghìn muốn nước người làm cho cái kính nôi đảm bảo khỏi âm hồng sinh tử cũng vui như bàn những chúng nào ở nơi phật pháp đi làm được hành một sự lâu một thần nước cát mai mũi nhỏ con đều độ khác lần lần làm cho chúng nó được lợi lớn cuối mong nước Như Lai cho mình chúng sinh ác nghiệp trong đời mà sanh hồng lớn lắm cuối mong nước Như Lai cho mình chúng sinh ác nghiệp trong đời mà sanh hồng lớn lắm ngày Địa Đạt Bồ Tát thành với Đức Phật ba lần như thế khi ấy Đức Phật khi ngày Địa Đạt Bồ Tát rằng hai đang hỗ trợ cho ông được đại nguyện từ số kiếp lâu xa nay từ các nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng quả bồ đề. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha ha.